À, xin chào tất cả các bạn tôi là phạm thành biên chuyên gia đầu tư tài chính trên thị trường tài chính quốc tế à, hôm nay tôi sẽ gặp lại với anh chị ở cái video uh, thứ tư này là khi mà đầu tư vào thị trường tài chính quốc tế thì chúng ta cần phải lưu ý những cái điều gì vâng đây là một cái video rất là chi tiết và cụ thể nếu anh chị em đang theo dõi cái video này à, đang làm đầu tư về tài chính đang theo dõi video này đang học ở cái chuỗi bài học này thì chúng ta đây là cái video mà không thể thiếu không thể bỏ qua à, việc chúng ta cần phải có giấy bút cần phải có sổ ghi để ghi lại những cái từ khóa liên quan. Được chưa? Vâng, ở trong video này, uh, tại sao uh, khi tham gia đầu tư tài chính có rất nhiều người chưa thành công? Đấy, bởi vì là họ có một cái lý do như sau. Và còn lại một số người thì đầu tư tài chính thì họ lại làm rất thành công, bởi vì họ biết một cái nguyên tắc như thế này. Ở trong đầu tư tài chính thì chúng ta cần phải lưu ý những cái gì? Đây, những cái như sau. Chúng ta hãy tưởng tượng như này, khi chúng ta bán mua bán một sản phẩm, uh, thì cái sản phẩm đấy nó bị chi phối bởi toàn thị trường bị chi phối của toàn thị trường tôi lấy ví dụ như này một cái sản phẩm mà là một cái sản phẩm tiêu dùng đi mà anh chị mà bây giờ bán ở trong một cái 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 chợ bán ở trong chợ mà nếu như anh chị tự động anh chị tăng giá cái sản phẩm mới lên không quan tâm đến thị trường xung quanh thì anh chị chắc chắn sẽ không thể là bán được hàng và khi mà toàn bộ giá của thị trường nó đã tăng lên rồi đã nâng lên rồi mà anh chị vẫn giữ ở giá cũ thì bản thân anh chị bị thiệt tương tự như vậy ở trong thị trường đầu tư tài chính nó cũng thế thế vậy là giả sử khi anh chị đầu tư ở thị trường cổ phiếu việt nam thì anh chị phải phân tích ở thị trường lớn nhất hiện nay đó là thị trường new uh, thị trường phố quân và thị trường london thế vậy anh chị phải phân tích ở hai cái thị trường đấy xem là cái chỉ số chứng khoán nó như ra làm sao đặc biệt là phân tích anh hàng xóm nhà mình là anh chỉ số chứng khoán của trung quốc hoặc là chỉ số chứng khoán của nhật đấy, thế vậy là có ba bốn cái thị trường lớn nhất nhì ba của thế giới này thì anh chị phải phân tích nó bởi vì là cái thị trường cổ phiếu của Việt Nam nó nằm ở trong cái mối tương quan mối quan hệ với lại cái thị trường toàn cầu. Cho nên là khi mà đầu tư vào tài chính ở thị trường Việt Nam mà không phân tích thị trường toàn cầu thì khó mà thành công được. À, cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn. Hãy chia sẻ nó, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn. Đấy cái đầu tiên đó là gì? Cần phải phân tích những cái chỉ số dẫn dắt thị trường ví dụ như là S&P 500 này hoặc là chỉ số Nikkei này hoặc là chỉ số Shanghai 2 này. Đấy có ba cái chỉ số liên quan đến chứng khoán hoặc là chỉ số Dow Jones của Mỹ nữa. Đấy có những cái chỉ số đấy chúng ta cần phải phân tích. Rồi, đấy là những cái chỉ số chứng khoán lớn trên toàn cầu. Tôi nhắc lại, một là chỉ số S&P 500 hoặc Dow Jones. Cái chỉ số thứ hai là Nikkei và chỉ số thứ tiếp theo đó là chỉ số sen 2 của thị trường Trung Quốc. Thế vậy là có bốn cái chỉ số đấy chúng ta cần phải quan tâm. Và cái nhóm chỉ số thứ hai đó là chúng ta cần phải quan tâm đó là chúng ta phải quan tâm đến giá vàng đấy chưa à, khi đầu tư tài chính thì chúng ta cần phải quan tâm đến đến giá vàng thế vậy là à, chứ cứ không thể nào chúng ta chỉ tập trung đầu tư vào mỗi cái mã cổ phiếu chúng ta phân tích mỗi mã đấy thôi là là được mà chúng ta phải phân tích giá vàng hiện nay là nó đang ở kênh tăng hay đang ở kênh giảm đấy đấy cái cái đó là rất là quan trọng bởi tại sao lại quan trọng bởi vì các tổ chức tài chính các tổ chức tín dụng các cái tổ chức quỹ là họ thường mua vào và bán ra vàng vật chất để họ cân bằng bình ổn mới lại cái 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 bảo vệ tài sản của họ chính vì thế chúng ta chúng ta cần phải quan sát động thái của các quỹ lớn khi họ mua vào và bán ra vàng vật chất thì nó sẽ ảnh hưởng như nào đến thị trường và cái nhóm chỉ số thứ ba đó là chúng ta phải cần phải phân tích cái chỉ số của sức khỏe đồng đô đô la index hay còn cũng viết tắt là usd index Đấy, cái chỉ số sức khỏe của đồng đô la nó sẽ quyết định đến rất nhiều đến giá của hàng hóa đến quyết định rất nhiều đến các cái cặp tiền tệ liên quan đến đồng đô và nó quyết định đến sự hoán đổi tiền tệ trên toàn cầu này cho nên là chỉ số sức khỏe của đồng đô lindex nó là một chỉ số rất là quan trọng mà chúng ta làm đầu tư tài chính chúng ta cần phải ghi nó lại cần phải nốt lại xem cái hàng những cái chỉ số đấy hàng ngày nó lên xuống như thế nào và cái chỉ số thứ tư nữa nếu như anh chị em làm thật sự chuyên nghiệp thì phải phân tích cái chỉ số thứ tư đó là chỉ số giá dầu bởi vì giá dầu là một trong những cái chỉ số nó ảnh hưởng nó chỉ báo cho cái nền kinh tế toàn cầu nếu nền kinh, kinh tế toàn cầu mà tăng trưởng thì cái, cái cái nhu cầu về nhiên liệu nhu cầu về nhiên liệu tăng cao làm cho giá giá dầu nó sẽ bị đẩy lên còn khi mà nền kinh tế toàn cầu suy giảm làm cho giá dầu nó sẽ bị bị giảm xuống đấy cho vậy là để làm đầu tư tài chính thành công thì chúng ta cần phải phân tích cần phải quan tâm nhiều hơn những cái này chúng ta không cần phải làm nhiều mỗi một ngày chúng ta chỉ dành cho nó khoảng 15 20 phút thôi để phân tích bức tranh tổng thể toàn thị trường hay tôi còn gọi là liên thị trường. Một là thị trường chỉ số chứng khoán, những cái chỉ số lớn như Dow Jones, S&P 500, Nikkei, uh, Shanghai. Đấy, cái nhóm thứ hai là nhóm uh, phân tích về giá vàng và nhóm thứ ba là phân tích về sức khỏe đồng đô la index và nhóm thứ tư là phân tích về chỉ số giá dầu. Đấy, có bốn cái nhóm này khi chúng ta làm đầu tư tài chính chúng ta cần phải phân tích cần phải quan tâm đến nó chứ không thể nào mà đứng độc lập chỉ quan tâm mỗi cái mã mà chúng ta đầu tư được thôi. Chúc anh chị nhà đầu tư sớm làm chủ được toàn bộ kiến thức, sớm vận hành nó một cách nhịp nhàng và đặc biệt là tham gia vào các thương vụ đầu tư thành công như mong muốn. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên Sau đó bấm vào nút hình quả chuông Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thị Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.